Lời đầu tiên xin chào tất cả các anh cần thủ đam mê câu cá từ mọi miền Tổ quốc. Hôm nay em tiếp tục lên cho anh em một clip gồm 6 cây đũa, 6 cây cần gút mini. Cần này có độ dài tầm 3 m, 3 m 3 ha. Cần này khá ngắn, chuyên cho anh em câu chắc, câu gu đồng. Để em vô cụ thể từng cây cho anh em xem nha. Rồi hôm nay em có đăng clip mà em đọc sai thông số nên em xóa clip đó, rồi em đăng lại clip khác. Rồi đếm vô cây thứ nhất cho mọi người. Đây, cây thứ nhất em lên cho mọi người là một cây mini 3m3, hàng của Korea, hàng của Hàn Quốc, dài 3 m nha. Cây này lông ngoài nó sáng ít, khá đẹp, độ mới cây này rơi vào tầm khoảng 90-95%. Cây này nặng là 50 g, thu gọn là 38 cm. Đọt là 0.7 ly, có độ cứng tầm 1 h đến 1 h rưỡi. Đây, đọt nó đây anh em. Đó. Tầm 1 h đến 1 h rưỡi. Cây này thì carbon, hàng carbon. Lóng đầu thì sóng sắn hai da. Đây, đó. Những lóng sau vẫn sắn hai da mà nó lại không phải sắn ít, nó sắn quăng. Em lấy lóng cho anh em kiểm tra từng lóng. Nói chung thì cần này khá đẹp. Đây, lóng ở đây, đó. Lóng đầu sáng nhất, lóng trong thì nó sáng quăng. Cần này thì nó sẽ màu vàng cam. Đó, anh em là hợp phong thủy vàng cam để hốt cây này. Đây, những lóng của nó đây, khá là ok nha. Không lỗi nha anh em. Đó. Carbon sáng quăng. Này thì giống như bị xước xát nhẹ thôi. Đó. Chỗ nào xước xát nhẹ em thấy thì em báo. Càng khá đẹp nha anh em. Đó. Rồi giá công khai luôn. Giá công khai cây này 400k bao ship. Giống như là 400k bao ship nha anh em. Tiếp theo cây số 2. Cây này với cây đó cũng là một cặp, một cây mini của Ventec, hàng của cụ già, hàng của Hàn Quốc, xuất Nhật nha anh em, tem nội địa. Cần này sắn nghết đầu ngoài. Cây này vẫn là nặng là 600 g, vì cây này dài hơn 3 cm, bên này 3 m 3, thu gọn là 38 cm, đọt 0.7 ly, có độ cứng tầm 1 h tới 1 h rưỡi. Cần khá đẹp nha anh em. Cây này với cái đó là một cặp. Này em lên cần làm 6 cây này là được 2 cặp rồi. Đây. Tất cả lóng trong đều ok hết. Em bán hàng thì cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lỗi hoặc không giống như clip em quay thì anh em gửi qua cho em. Để lóng ngọn bỏ đi. Cần khá đẹp nha anh em. Bon sắn sáng cuồn cuộn luôn. Anh em nào đi câu gô đồng nè, đi câu cháp, đi câu quặt mùa nước về rồi, anh em lên ruộng câu thì câu mấy con này, câu cây này, câu đồng là chùm luôn, đem ra là đẹp cực kỳ. Đây khúc đọt ra đây, đọt nó vẫn là carbon nha anh em. Giá vẫn công khai, giá 400k bao ship. Vì hôm nay em làm một clip lỗi, em đọc thông số sai bao ship. Bữa nay clip này em bao ship hết. Tiếp theo sẽ là cây số 3 và cây số 4. Cây này vẫn là một cặp. Một cặp cây này, một cây 2 carbon. Đó. Hàng này vẫn là hàng của Korea nha anh em. Hàng của Korea. Cây này là nặng là 300 g. Khá là nhẹ luôn. Thu gọn 38 cm, tầm khoảng 2 gang của em. Đó. Đọt là 0.6 ly, độ cứng tầm 1 h đến 1 h rưỡi. Cái này có chiều dài 2 m 7 nha anh em. Chuẩn câu gô. Chuẩn đi câu gô gồng, vô đồng, đi câu cháp. Đó. Đọt là đọt carbon. Càng là càng carbon. Đó.
Đây, cây này vẫn là cây carbon sắn nha anh em, sắn quăng, anh em bảo là hai da hay gì đó. Nó dính cái đọt heo đây, nó tất cả các lóng ra đây đều sáng ok nha anh em. Cây này thì nó là màu xanh đậm, hàng hai carbon. Chung ngoại hình cây này vẫn rơi vào tầm khoảng 85-90%, có xuất sắc nhẹ ít thôi. Phần đọt ra đây, đọt nó dướng khó kéo nên em soi anh em kỹ carbon nha anh em. Nói chung là cần không độ chế nguyên zin. Cây số 3 có giá là 300k bao ship. Cây số 4 vẫn vậy, một cặp 300k bao ship nha anh em. Nói chung là hàng này thì đảm bảo với anh em là nguyên dạng, không độ chế. Đây vẫn là hai carbon, carbon sắn dăng chìm. Đây đọt nó nguyên như đây, đầu này còn khá dài đó. Đây vẫn là carbon. Hai cây đều có chiều dài là 2m7 nha anh em. Còn vẫn là carbon sẵn nha anh em. Hàng này thì 300k bao ship. Đó. Đó đây. Ok, đọt này thì nó sẽ bị gãy rồi hay gì rồi. Đọt này bị gãy rồi nha anh em. Thôi, cây này không bán, để đây đi, có gì tính sau. Cây đó lỗi rồi. Tiếp theo sẽ là cây số 5. Cây số 4 lỗi rồi nha anh em. Cây số 5 là một cây Daiwa, hàng của Korea luôn. Cây Daiwa nha anh em. Cây này có chiều dài là 2m7, nặng là 50g, thu gọn là 38cm, đọt là 0,7 ly, cứng là tầm 1 phát đến 1 phát rưỡi. Đọt nó đây đó. Tầm 1 đến 1 phát rưỡi. Vẫn là carbon nha anh em, carbon sáng. Khá là đẹp. Cây này 2m7 nha anh em, cho anh em đi câu gô đồng. Gô đồng, câu cháp, câu chiếc, câu trên bè, gô phi, câu kênh. Các con sắn nha. Đầu thì đầu nguyên zin, không lỗi. Hàng lỗi thì bao lỗi. Giống như cây số 4 lỗi, cái này không lỗi. Rồi, giá cây này nha anh em, giá cái này 350k. Hàng đây qua. Tiếp theo cây cuối cùng là một cây Alpha Taco. Nặng là 50g, thu gọn là 50cm, tầm khoảng gơ và tầm khoảng 3 găng tay. Đây, hàng của Korea Alpha Taco. Hàng này hàng carbon sẵn nha anh em. Này vẫn là hàng carbon sắn nha anh em. Nói chung một cây này ok. Hàng Alpha Taco sắn, sắn gân cuốc. Đọt là vẫn là đọt carbon, đọt nguyên zin, cứng tầm 1 h đến 1 h rưỡi. Cho anh em giật cái gô đồng. Rồi giá công khai vẫn là 350k bao ship. Đó tổng cộng 6 cần em lên cho anh em hôm nay, một cây bị lỗi là 5 cây. Đó. Anh em mua hàng thì cho anh em kiểm tra hàng dưới thanh toán, nếu hàng lỗi mà không giống như clip em quay á thì anh em gửi gì cho em. Rồi cảm ơn anh em.